Cửa hàng nông cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710. Cửa hàng em hôm nay giới thiệu cho mọi người một lô máy cưa xích mới về ha. Thì cái lô máy cưa xích này toàn là máy hệ máy vip không nha mọi người. Đó. Thì ba con tay cục, một cây Tanaka, một cây Hitachi, một cây Echo GC331 ha. Máy thì phải gọi là thực sự là đẳng cấp. Con này là con G này, Ryobi, nó xài chung với G luôn nha. Con này là G4000 ha, có trợ lực nè, trợ lực rất là to, trợ lực rất là to, giật rất là nhẹ. Nè, nó máy nó còn rất là mới nha, máy này là rất là mới ha. Thì hoặc chỉ vệ sinh ra hoặc là nổ thôi. Máy còn rất là mới, coen bụi chưa rửa luôn nha, còn đứt nhật ha. Đó. Như mọi người nhìn thấy nha. Đó, máy khá rất là mới. Thì cây này là sử dụng gia đình hoặc là đi khai thác, nói chung là cưa cây cỡ chừng khoảng 40 đồ đổ về là được hết nha. Con này làm dài 40 hả. Ryobi 4000, máy rất đẹp ha, có trợ lực luôn. Đó, ba cây tiệt cục này em sẽ giới thiệu sau. Cái cây này là cây G. Đó, cây này thì khẳng định với anh em là bao vip. Đó, nó là bao vip luôn ha. Hệ của miền Tây nè, G3007. Con này là G3007 nè. Sản xuất năm 2007 nha. 2007 37,2cc. Đó, nòng 39 ly. Làm thì làm 50 nha. Làm 50 mà cắt 45. Làm thì làm Latin nha, còn rất là đẹp, hầu như là như mới luôn mà. Đó, làm Latin có tản nhiệt nè. Đó. Nè. G. Con này chưa vệ sinh nha, tất cả đều là chưa vệ sinh. Vệ sinh ra thì con này rất là đẹp ha. Đó. Nè. Như mới luôn. Mà góc trước nè, chày sơn một xíu xíu. Đó, rất là mới ha. Con này chắc có khả năng là để em coi còn xăng. Nếu mà còn xăng đó thì đây, còn một xíu xăng nha, tại vì nó quá mới vậy mà. Còn một xíu xăng thì có thể là cây này nổ luôn nha. Đấy. Rồi, giật nổ, kéo nghe ra. Kéo nghe, mở công tắc lên là giật hết. Rồi, nổ nè mọi người. Quá đỉnh ha. Quá đỉnh luôn, cây này quá đỉnh. Cây này nổ luôn rồi. Em sẽ có video rửa. Còn cây này thì em bán hoài, em hay bán dòng này nha, CS35 nè. Con này 32 CS35, con này 35cc nha, gần 35cc thôi mọi người. Đó. Con này máy Nhật, đó, tay cục. Tay cục nhưng mà nòng 38 ly nha, cây tay cục to nè. Con này thì Echo. Echo CG311. Con này của Mỹ nha. Con này đời mới. Đời mới của Mỹ ha. Con này là mới lắm. Còn rất là mới. Mọi người nhìn cái bô ha. Nhìn cái bô, cái thiết kế của cái bô nó khác đời này nha. Nhìn hai con nó giống nhau. Đó. Nó giống nhau nhưng mà cái bô bên này nó, cái thiết kế của cái áo gió nó khác. Mọi người nhìn thấy. Như con này thì chắc cú. Con này hơi rất là chắc ha. Mấy con này lấy mới vậy thì bao nổ luôn. Con này là gì? Con Tanaka. Đó. Tanaka con này nhỏ gọn nha. Nhỏ gọn mini, nhỏ gọn vuông thì nhỏ gọn. Đó, Tanaka. Tanaka 2008. Con này thì chắc nòng 38 ly ha. Máy thì nhìn cái lam xích thì mọi người biết rồi. Đấy, bơm xăng. Bơm xăng để nổ cho mọi người nghe luôn nha. Coi nổ không? Kéo e ra nè. Cái e nó nằm dưới này nè. À, đóng vô. E này e tự động rồi mọi người. Bóp ra nó nhảy vào nè, thấy không? Đấy. Công tắc xuống rồi stop. Lên là mở nè. Rồi kéo e ra giật nổ. Con này có trợ lực, giật rất là nhẹ.
nghe ác thiệt, giòn to. Con này xúc bình xăng qua là ok nha mọi người. Đó. Rồi, 5 cây. Lỗ này 5 cây, toàn 5 cây tuyển thôi. Có một cây G3700 này là VIP nhất. Rồi, ai có nhu cầu sử dụng máy cưa xích thì ủng hộ cho bên em nha. Số điện thoại em là 0344341710. Thì số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook. Mọi người chỉ cần kết bạn đó và nhắn tin đó, thì mọi người ân ý cái cây máy nào thì em sẽ dọn cây máy đó. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết máy nổ máy cho qua cho mọi người nha. Đó. Thì mọi người ân ý thì mọi người mua hình thức đặt cọc. Bên em là hai hình thức: đặt cọc qua thẻ cào điện thoại và chuyển khoản. Đó, đặt cọc qua thẻ cào điện thoại thì 200.000 đồng. Đó, em sẽ không bao ship. Còn em sẽ bao ship với trường hợp là chuyển khoản qua cho em 500 thì em sẽ bao ship nha mọi người. Đó. Bên em có phụ tùng đồ đầy đủ ha, nhớt chính hãng. Đó, sên, estin chính hãng nè. Nhớt estin chính hãng thì mọi người xài gia đình thì mọi người có mua một chai nhớt chính hãng này về. Nhớt estin HB thì tất cả các dòng máy thùng của estin bán ra trên thị trường thì đều được bảo hành trong vòng 6 tháng nếu xài nhớt estin chính hãng nha mọi người. Đó, lỗi kỹ thuật thì có những nhà sản xuất người ta bảo hành nha. Đó, là nếu mà là phải xài nhớt estin chính hãng thì những dòng máy này thì mọi người nếu mà mua được cái chai nhớt estin chính hãng này mọi người xài thì chắc cú là nó sẽ, độ bền của nó sẽ rất là vượt trội ha, độ bền rất là cao. Đó. Rồi thì mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo và chia sẻ video cho được nhiều người biết thêm. Em xin chân thành cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Video em xin kết thúc tại đây nha mọi người.